Đó, nè nhớ nha, dù gặp khó khăn gì cũng phải kiên cường để đối diện. Cậu mợ sẽ mãi mãi ủng hộ các con, biết không? Dạ biết. Pha Phim Việt Nam phát hành bộ phim Ba Họ Một Nhà, người dịch Trương Quốc An, diễn viên Lồng Tiến, Thế Thanh, Thế Phương, Bá Nghị, Quy Hồ, Thanh Bình, Ý Nhi, Tuyết Nương. Ai yêu tôi đây? Cho hỏi trả được chưa? À, đúng rồi. Dựa theo ghi nhận trong hồ sơ, người liên lạc bộ phận của Phương Hữu Chi là Cố Gia Nguyên đó, và điện thoại địa chỉ đều giống như nhau. Chứ phải bà đến Châu Phi sao? Tại sao? Cho hỏi Phương Hữu Chi đã được chôn hồi nào vậy? Chôn hồi nào hả? Ờ, có lẽ đã chôn cách đây 4 năm. Chà, thơm quá. Phải. Sao chín nhanh vậy? Tự nhiên sao lại nốt coca gừng? À, sáng nay thức dậy em thấy giống như có cái gì đó nghẹn lại, cái đầu cũng bị nặng, cho nên mới nấu coca gừng uống đỡ, hy vọng sẽ đỡ hơn. Anh không sao chứ? Không sao. Để em đổ ra giùm anh. Đưa cái dĩa cho anh trước đi, bọn trẻ đợi ăn bánh đó. Mau. Bánh bông lan thơm phức lá hội mới ra lò. Cẩn thận nghe. Nè nè nè, chúng ta không đợi anh hai sao? Ờ phải á, bê lớn đồ mất rồi, ít khi nào lại bê bối đó. Mà kệ anh đi, tụi con đói lắm rồi, cho tụi con ăn trước đi, phải đó. Trời sợ con quá, để dành một phần cho anh hai, các con ăn trước đi. Quán nè à, bê bối quá. Ngon quá. Nè nè nè, đừng nóng lòng nghe. Ngon quá mợ ơi, hay là mợ làm thêm một cái gửi qua Châu Phi cho ba đi. Con khờ quá đi, Châu Phi xa quá, gửi bánh đến nơi cũng bị mốc hết rồi. Vậy thì ba không được ăn rồi. Nè muối muối, lát nữa cậu làm bánh có kỳ gói kỹ lại, gửi qua Châu Phi cho ba con ăn, có chịu không? Ngoan ngơ, ngoan ngơ. Mọi người nghĩ, nếu ba nhận được bánh cookie, có khi nào ba không ăn, đưa hết cho trẻ em ở bên đó ăn không? Ừ, cũng có thể lắm đó, ba rất thương trẻ em Châu Phi mà. Chà, yeah, có phải chúng ta phải làm thiệt nhiều bánh mới đủ không? Chà, Châu Phi có nhiều trẻ em như vậy, không biết chúng ta phải làm bao nhiêu mới đủ cho họ ăn đi. Ừ, vậy thì tốn kém quá à. Ngoài bánh cookie ra, ba còn thích ăn bánh gì nữa? À chết em rồi luôn, cả ba thích ăn gì em cũng không nhớ được. Lúc ba con lên đường, muối muối mới có 2-3 tuổi thôi, không nhớ cũng không có gì lạ. Con nhớ rồi, ba thích ăn nhất là đường gà. Phải chứ, con nhớ trước khi ba qua Châu Phi để đưa cả nhà đến công viên Hải Dương chơi, ba còn ăn một hơi hết 3 cái đùi gà nữa. Sao ba chỉ đưa chị đến công viên Hải Dương mà không cho em đi? Có đưa con đi, cậu còn nhớ mà. Cậu còn nhớ ba đã mua kẹo bông gòn cho muối muối ăn. Muối muối đã ăn đến dính đầy miệng nữa. Chắc con không nhớ gì hết nha. Muối muối em tệ lắm luôn, cả ba cũng không nhớ nữa. Muối muối còn nhỏ mà, không nhớ cũng phải thôi. Có khi nào ba không nhớ con không? Em khờ quá đi, lẽ nào ba không nhớ em chứ, ba rất thương chúng ta mà. Em còn nhớ không, trong thư ba có nói cùng lắm là nửa năm nữa ba sẽ trở về. Nửa năm lâu quá. Thế, nửa năm thôi mà nhanh lắm, tương đương với một học kỳ đó. Thì đó, nhanh lắm muối muối à. Mau ăn đi, nhanh lên. Các em đừng có ngây thơ quá, ba sẽ không trở về đâu. Mẹ con nói gì vậy? Sao không trở về? Hỏi họ đi, có phải ba chết rồi không? Hả? Sao kỳ vậy? Ai à? Anh có nhầm lẫn không đó, tự nhiên đó ba lại. Anh không có nhầm lẫn. Hôm nay anh đến nghĩa trang, 4 năm trước ba đã chết rồi. Ngồi mộ vô và bên cạnh má, đó là ba đó. Cậu mợ,
Như vậy anh nói có phải thật không? Có phải là thật không vậy? Có phải không vậy? Là thật đó. Kìa em. Hả? Sao ba lại chết? Thôi đi, sao, sao ba lại chết? Sao ba lại chết vậy? Tại sao vậy? Không thể nào đâu. Sao vậy? Chết đâu? Không thể nào mà không quyết chết. Không thể nào đâu. Tấm hình của ba cũng chết gì đây mà? Tại sao ba lại chết chứ? Tấm hình này là giả đó. Hư, ba cũng là giả luôn. Tất cả đều là đặt. Ba có phải là ba đã chết rồi. Ba không ở châu Phi. Đi thôi, đi thôi. Như vậy mà không còn ở trên đời này nữa. Sao ba lại lên thiên đàng chứ? Ba trẻ mới hư sao? Muốn biết không có hư, ba con biết là con ngoan lắm. Nhưng mà con, mọi ơi, con hứa với mọi người, đừng nghe, con sẽ nghe lời mọi người mà kêu ba về giùm con đi. Con muốn cùng ba đến công nghiệp Hải Dương. Các con nghe cậu giải thích, cậu và ba không phải cố tình mà giấu các con đâu. Ba của các con đã qua đời vì bệnh ung thư. Khoảng 4 năm trước, ba con phát hiện bản thân bị ung thư gan. Nhưng khi phát hiện, đó là giai đoạn cuối. Tôi không hiểu tại sao ba bị ung thư lại không chịu nói với chú con. Sở dĩ ba làm như vậy là vì không muốn các con đau khổ. Con không hiểu. Ba làm vậy là gạt chú con đi xa, có liên quan gì chứ? Thật ra ba con làm vậy là có nỗi khổ riêng. Nhưng cho đến cuối cùng, khi bác sĩ dùng đủ mọi cách cũng không cứu được ba con. Vì vậy con đã chôn ba bên cạnh má của con. Trước khi ba chết, không có người thân nào ở bên cạnh. Một mình ba phải đối diện với mọi sự đau khổ. Cậu không cảm thấy làm vậy là rất tàn nhẫn sao? Chính vì người lớn đơn phương tình nguyện, tự nói giấu chú con là tốt cho chú con. Chú con đã đứng trước mộ ba 4 năm, nhưng mà chưa một lần thăm viếng. Ba tội quá, ba thảm quá. Chính vì cậu mợ không muốn các con đau khổ, lúc đó má của các con mới qua đời. Kế đó ba các con lại. Đó không phải là ba cậu. Dĩ nhiên con thấy thoải mái rồi. Mẹ Lương, con không muốn nói chuyện với cậu nữa. Mẹ Lương, lúc nào con cũng dạy tụi con, làm người là phải thành thật, không được nói dối. Nhưng mà bản thân cậu, nhìn năm đứa nó như vậy, uống thuốc gì cũng không thể khỏi. Anh đừng có làm vậy mà. Không phải là lỗi của anh. Anh đừng ân hận nữa. Lúc nào em cũng đòi cho chúng biết sớm, biết sớm hơn. Bây giờ chúng biết sớm thật rồi, kết quả thế nào chứ? Giận luôn cả anh rồi, làm sao giải quyết đây? Dù sao chúng ta cũng không thể giấu chuyện này suốt đời được. Hơn nữa còn mấy tháng nữa thì bé lớn cũng 18 tuổi rồi. Đến lúc đó có phải nói cho chúng biết thôi. Bây giờ chỉ sớm hơn có mấy tháng thôi, có gì khác biệt đâu. Khác biệt vô cùng. Cho chúng biết trễ để chúng có thể chuẩn bị tinh thần. Bây giờ bị cú sốc lớn như vậy làm cho cả nhà buồn rầu ảm đạm. Thử hỏi tính sao đây? Nè, em cũng ngủ
cũng không được hả? Phải. Em còn nhớ lúc chúng ta ra thăm mộ má, anh có nói chuyện gì xấu hổ không vậy? Anh nói nhiều quá em làm sao nhớ được chứ. Chết rồi, lúc đó mình không biết ba ở bên cạnh. Nếu chúng ta vô tình không để ý, nói những chuyện không hay, không biết ba có giận dữ không ha. Anh dám chắc chúng ta đã lỡ lời thật sao? Nếu chắc thì đâu có hỏi em. Nếu ba thật sự giận chúng ta thì tính sao đây? Chắc chắn là ba rất giận, chết không nhắm mắt đâu. Anh đừng có hỏi chút thì khóc có được không? Đàn ông con trai chảy máu không rơi lệ đâu. Anh không phải đàn ông, anh chỉ là trẻ con thôi. Anh không muốn ba nói anh bất hiếu. Em cũng đâu có muốn ba nói anh bất hiếu. Nhưng bây giờ ba chết rồi, chúng ta không có cha mẹ, cho nên nhất định phải kiên cường, không thể hỏi chút là khóc, sẽ bị người ta khi dễ đó. Từ nay chúng ta sẽ biến thành cô nhi sao? Anh không muốn biến thành cô nhi. Không có ai yêu thương anh. Mẹ Lương, đang đọc sách gì vậy con? Mà con đang đọc sách sinh vật, thứ ba này phải kiểm tra. Có điều đến giờ còn một số điều con không hiểu. Đừng căng thẳng quá, có gì không hiểu thì cứ việc hỏi ba. Ba là bác sĩ mà, con quên rồi sao? Ừ. Con đang nghĩ gì đó? Ba, con thật không hiểu. Tại sao y học bây giờ rất là tiến bộ, nhưng vẫn có nhiều người bị bệnh, nhiều người bị chết. Sinh lão bệnh tử là định luật của cuộc đời, ai cũng phải trải qua hết, không thể lẩn tránh được. Có phải giống má không vậy? Lúc đó có nhiều bác sĩ giỏi cũng không thể cứu được má. Khờ quá. Mỗi một người đều phải chết, quan trọng nhất là những năm còn tồn tại có thể làm những chuyện có đóng góp cho xã hội hay không. Giống như ba vậy, ba là một bác sĩ, tuy ba không thể cứu giúp mỗi một sinh mạng, nhưng mà chỉ cần cứu được một sinh mạng thì sinh mạng đó sẽ có thể đóng góp cho xã hội. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Sau này con cũng giống như ba vậy, là một bác sĩ cứu giúp nhiều người, đóng góp cho xã hội. Con biết suy nghĩ như vậy ba thấy mừng lắm rồi. Nhưng chỉ có như vậy thì chưa đủ. Con thiếu gì ba? Nè, con có nhiều em, con phải thương các em, chăm sóc cho chúng giùm ba, rồi làm một bác sĩ giỏi thì con sẽ đạt được 100 điểm. Ba yên tâm đi, nhất định con đạt được 100 điểm. Thank you.
ạ. Tối qua anh thức khuya, sao dậy sớm vậy? Bọn trẻ phải đi học, anh phải nấu điểm tâm. Sao vậy anh? Hả? Nhức đầu quá. Trời, sao nóng quá vậy? Anh bị sốt rồi. Rửa mặt xong bước ra không thấy anh, em biết ngay anh xuống đây. Bọn trẻ phải được ăn no mới có tinh thần đi học. Coi anh kìa, bản thân anh còn chưa uống thuốc đã lo đi làm điểm tâm cho chúng rồi. Lỡ bị bệnh cho chính sao? Cho dù anh bị bệnh cũng không thể bỏ mặc chúng. Để em làm cho. Anh đi uống thuốc đi. Không sao đâu. Ngoan đi mà. Ăn được rồi, mau ăn sáng rồi đi học đi. Thôi các em ăn nhanh đi, phải xong lên lầu thay đồ đi học. Nhanh lên. Bé lớn bé ba, có đủ tiền quà giặt không? Không đủ kêu cậu đưa nghe. Anh đi đâu vậy? Thay đồ chở chúng đi học. Anh đã uống thuốc cảm không thể lái xe được. Hôm nay em chở chúng đi. Em cẩn thận nghe. Anh nghỉ ngơi đi. Đồ đặt ở đây để em về dọn. Được. Nhạc này có hay không? Mới buổi à? Bài tập của con làm xong chưa? Đừng có bỏ sót nha, nếu không cô giáo lại đóng con heo đen cho con đó. Bên dưới, cô Năm, hình như là hôm nay hai con phải trả bài đó. Có cần mở trả bài giùm hai con không? À, thời tiết hôm nay cũng đẹp quá ha. Bầu trời cũng xanh ghê. Bé ba, cô không được khỏe lắm, không thể đón các con tan học. Lát nữa các con tan học nhớ đợi mở ở đây nha.
Về ra. Em đã kêu anh đợi em về dọn dẹp mà sao anh lại làm hết vậy? Anh đâu có sao đâu, anh làm được mà. Đi đâu vậy anh? Anh đi mua thức ăn. Anh còn đi mua nữa. Coi anh kìa, bệnh của anh đi không nổi đó. Ngồi xuống đi. Em nghĩ chắc phải đưa anh đi khám bệnh quá. Không phải đâu, đột nhiên anh sực nhớ, nếu anh làm những món ngon cho chúng ăn, có thể tâm trạng của chúng sẽ đỡ hơn. Bây giờ anh bị như vậy, mua về cũng không thể làm được. Nghỉ ngơi đi. Chào ba, con đưa các em đến thăm ba nè. Ba, ba ơi, con xin lỗi, đến giờ tụi con mới đến thăm ba. Ba ơi, ba có trách cũng đừng trách, tụi con còn nhỏ không biết gì. Nếu trước đây tụi con có nói gì lỡ lời thì ba cũng đừng giận tụi con nha ba. Ba ơi, tụi con không kịp làm bánh cookie cho ba ăn, ba ăn đỡ bánh này đi. Ba, đây là quả bánh hợp mà ba thích nhất đó. Bánh dưới cậu Năm, chúng ta dọn sạch cỏ dại để ba nằm thoải mái hơn. Nghe được. Thôi được rồi, chúng ta cứu lại ba đi. Ba, tụi con đi nghe. Ông khác đến thăm ba. Cẩn thận nhanh. Em đã gọi cho trường nhạc xin nghỉ rồi. Ba xin kêu anh yên tâm đi. Anh sẽ báo với học trò giùm anh. Kêu anh cố gắng nghỉ ngơi đó. Chích mũi thuốc uống viên thuốc. Toàn thân ê ẩm quá, không nghỉ không được. Vậy anh cố gắng nghỉ một giấc đi nha. Bây giờ em sẽ tranh thủ đến công ty. Hãy làm xong việc em về ngay. Cái đó em đi đón bọn trẻ cùng đi mua thức ăn. Xin lỗi em, anh bị bệnh, cực thân cho em quá. Cờ quá. Em là mợ của chúng, cũng là người mà anh rể của anh giờ cậy. Em có trách nhiệm phải lo cho chúng chứ. Nè các em, đồ ăn dơ quá có biết chưa? Dạ biết rồi. Bắt đầu ăn đi. Bắt đầu. Trời ơi, coi các em kìa, làm như cả đời chưa từng ăn quen đi chiên với lại chè đậu đỏ vậy. Dĩ nhiên rồi, thường ngày cậu đâu có cho tụi em ăn như vậy đâu. Thì đó, cậu nói ăn nhiều quá nóng lắm. Cậu nói uống nước đáng nhiều sẽ bị đập bụng. Tóm lại các em cứ từ từ ăn, nếu không đủ anh mua thêm, chịu không? Quen hả? Anh hai à, sau khi chúng ta ăn xong, anh định đi đâu? Chúng ta không đi học thật sao? Bây giờ mới đến lớp, lỡ cô giáo hỏi sáng giờ đi đâu, trả lời thế nào chứ? À, anh sẽ nói với cậu là chúng ta đi diễn ba. Anh hai ơi, nếu cô giáo sơn thôi gọi điện cho cậu thì bị lột tẩy đó. Không, không đâu. Cô sơn thôi tưởng đâu cậu đã nhập viện rồi, sẽ không gọi điện đến để làm phiền cậu đâu. Chúng ta đã ra ngoài, các em muốn đi đâu? Em muốn đến công viên Hải Dương. Hay quá, hay quá. Hay lắm. Trời ơi, năm người chúng ta đến công viên Hải Dương mắc lắm đó. Các anh chị đều đi rồi, chỉ có em là không có. Thôi được, được, anh sẽ đưa các em đến công viên Hải Dương chơi. Nè, em đừng có biểu môi nữa. Quang hô. Thưa các anh chị, các anh chị nên làm ơn nhìn kỹ giùm đi. Đêm nào trường quay cũng sót một hai cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, tôi kiếm đâu ra chỗ cho các người quay. Không biết tất cả các người làm cái gì, nằm mơ hay là phá hoại không biết. Thôi đi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi người mỗi trường quay quay thêm một hai cảnh, truy lại phần thiếu hụt. Cô Cốc, anh Sơn, còn sót lại hai cảnh đánh võ. Cô quay giùm ảnh luôn, mọi người cùng nhau hợp tác lập tức theo kịp tiến độ. Chứ nếu không á, là lúc đó tôi không tài nào ăn nói với cấp trên đâu. Cô Cốc. Sếp à, Thương Dương kêu kìa. Có gì không? Các chị hôm nay cô làm gì vậy? Ngơ ngơ ngáo ngáo như người mất hồn vậy. Tôi đang nói mấy cảnh đánh võ với cô đó. À, cảnh đánh võ của tôi quay xong rồi. Không phải, Thương Dương nói chị phải giúp anh Sương quay luôn mấy cảnh đánh võ đó. Anh đi quay, tùy anh. Này sếp à, hôm nay chị sao vậy? Lúc nào cũng như mất hồn vậy. À Lâm à. Hả? Tới đây chúng ta có đặt phòng cắt ráp mà.
cô có thể quản lại giùm tôi không? Sao vậy, chị có khỏe hả? Không phải, tôi là người ở nhà của tôi thôi. Lát nữa tôi còn phải đi đón bọn trẻ. Nè, cậu làm ơn đi, giải quyết giùm tôi đi. Ờ, à, để em thử. Sao hả, uống thuốc chưa anh? Thuốc mạnh quá, toàn thân như là bị bay bổng. Ngủ một hồi lại tỉnh. Thuốc cảm là vậy đó. Nè, anh uống thêm nước nha, nghỉ ngơi nữa đi. Bây giờ em xong việc rồi, lát nữa em đi đón bọn trẻ, rồi mua thức ăn về luôn. À, vậy à, để anh làm sẵn điểm tâm cho chúng. Anh đừng có làm việc nữa. Anh yên tâm đi, em sẽ mua sẵn đồ cho chúng. Anh lo cho sức khỏe của anh đi, có gì đợi em về tính nha. Được rồi, được rồi, được rồi, anh nghe lời em. Cùng lắm anh sẽ nằm ngủ không lo gì hết được chưa? Vậy mới ngoan chứ. Tóm lại có gì thì gọi cho em, tụi em sẽ về ngay. Ok. Ừ, bye bye. Sếp à, lịch làm việc giờ lại ngày mốt 08:18, chị coi có được chưa? Cảm ơn cậu, tôi phải tranh thủ đi. Ờ, à, sếp à sếp, thật ra mắt của sếp đỏ lắm đó, có phải chị bị thiếu ngủ không? Gia đình có chuyện, làm sao ngủ ngon. Nè thôi đi, chị bị như vậy làm sao lái xe về nhà được chứ. Nè về đi, hôm nay em đang rảnh, em chở chị về. Tạm biệt cô. Thôi tạm biệt nha. Cô thôi, dạ. Tôi rất vui muối. Cô Cố à, anh hai và chị ba của em tính sáng nay đã đến đón em tính đi rồi. Sáng nay đón nó đi à? Dạ phải, họ nói chồng cô bị bệnh phải nhập viện cho nên muốn dẫn em đi thăm bệnh thôi. Sáng nay bé lớn và bé ba không đi học thật sao? Thì phải, con tưởng đâu hai bạn đó bị bệnh thật chứ. Không lý nào. Rõ ràng sáng nay cô thấy chúng bước vô trường mà. Chết rồi, có khi nào họ có chuyện gì không? Cô cũng không biết nữa. Tóm lại nếu các con gặp chúng thì kêu chúng lập tức gọi điện cho cô. Dạ được, không phải vấn đề. Cảm ơn các con. Không sao rồi, không lẽ luôn cả hai đứa lớn cô không thấy sao? Bởi mới nói, hai đứa nhỏ thì không đi học, đứa lớn thì không thấy bóng dáng. Luôn cả mối bước cũng bị chúng đưa đi, không biết chúng làm gì nữa. Ôi sếp à, sếp đừng cho em làm phiền hay là tò mò nha. Tóm lại xảy ra chuyện gì vậy? Tóm lại là chuyện dài dòng lắm. À, thình lình kêu tôi làm sao nói rõ cho cậu biết được. Vậy có cần báo với chồng của chị không? Bây giờ anh bị bệnh đến xanh mặt rồi. Nếu để anh biết hôm nay chúng trốn học chắc chắn sẽ tức chết. Vậy bây giờ tính sao? Đương nhiên là đi tìm chúng trước rồi. Hay là chạy lòng vòng coi có tìm được không? Thôi chị nghĩ coi, còn gì quan trọng hơn đến nỗi năm đứa nhỏ cũng không đi học chứ. Sao hả sếp? Mấy đứa nó đến đây thật. Hả? Bây giờ đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn, đến đây tìm chút chứ. Chết rồi, bây giờ không thấy chú đâu, tôi làm sao ăn nói với cậu của nó. Sếp à, tụi em không biết nhà chị xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ năm đứa nhỏ mất tích, chuyện này không phải là giỡn đâu. Có phải nên báo cho chồng chị biết không? Đầu sát lại đường được rồi. Cảm ơn cậu nha, phiền cậu cả ngày. Đâu có gì, chị không cần em đưa tới cửa thật sao? Ừ, không cần đâu. Mất công lát nữa một mình cậu phải đi bộ ra đón taxi. Tôi tự lái được rồi. Sếp à, chị không cần phải lo cho bé lớn và bé ba, hai đứa lớn rồi. Có đó cạnh chừng chắc không sao đâu. Cậu không hiểu đâu. Trái lại tôi lo cho hai đứa nó nhất. Sếp à, cẩn thận nha. Có chuyện gì gọi cho em liền. Em sẽ tới liền. Có taxi kìa. Ý của khách rồi. Nè, hình như là bé lớn đó. Bé lớn, bé ba. Mở kìa. Các con mau âm thầm lên phòng tắm rửa thay đồ. Đừng cho cậu biết các con không đi học, chạy đi giếng ba các con biết không? Tụi con đi giếng ba thôi, có làm chuyện gì sai đâu. Cổ nổi các con đã đến công viên Hải Dương chơi không chịu đi học. Còn đứng đó nữa, mau đi đi.
Anh dậy rồi à? Phải, trời 7 giờ mấy rồi. Thế sao anh? Hình như bớt rồi đó. Mấy đứa nhỏ đâu? Chúng đã về hết rồi, đang tắm rửa làm bài tập. Chúng không có gì chứ? Có gì đâu, yên tâm đi, không sao đâu. Anh lo một mình em quản lý không nổi. Bình thường anh cũng ở nhà một mình chăm sóc cho bọn chúng vậy mà, sao em không lo nổi chứ? Nè, đi đâu vậy? Đi nấu cơm, 7 giờ mấy rồi. Em mua thức ăn gì? Em không có mua thức ăn. Chúng đã tối nay ăn pizza. Pizza là sao mà ăn thay cơm được? Không sao đâu, lâu lâu ăn có một lần mà. Quan trọng là chúng vui được rồi. Sao cũng được. Anh à, đừng có tối ngày lo chuyện này lo chuyện nọ nữa. Bây giờ quan trọng nhất là anh phải cố gắng nghỉ ngơi cho mau chóng bình phục. Nè, em đã nấu cháo cho anh rồi, lát nữa mang lên cho anh ăn nha. Cực thân cho em quá. Bình thường anh đã cực lắm rồi, thỉnh thoảng em mới chịu cực một ngày thôi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi coi nồi cháo coi được chưa? Cô La, tôi thấy hôm nay Vĩnh Trí và Vĩnh Lễ không đi học cho nên đến xem chúng thế nào. Không lẽ chúng bệnh rồi sao? À phải, chúng đã bị bệnh rồi. Sáng nay tôi thấy chúng bị ho nhẹ cho nên tôi sợ chúng sẽ lây cho các bạn nên kêu chúng không đi học. À, tôi đã nấu cháo rồi, lát nữa tôi múc thêm một chén cho chúng. Thì sao làm gì? Tôi có mang theo một số bài tập, phiền cô đưa cho các em giùm tôi. Cảm ơn cô nhiều cô La. Không có gì. Vậy các em đó, chúng ăn cháo rồi uống thuốc rồi sẽ ngủ ngay. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi về nha. Chào cô. Bye bye. Tại sao hai đứa nó không đi học? Cô hỏi con, tại sao con trốn học? Con là một học sinh, trốn học đã là sai rồi. Bây giờ chẳng những con trốn học, còn rủ thêm các em nữa. Anh đừng có trách nó, bé lớn chỉ muốn đưa các em đi giếng ba của chúng thôi mà. Em đừng hỏi chút thì binh vực cho tụi nó, chúng còn nhỏ nên không biết thôi. Em là mợ của chúng mà, em biết rõ chúng trốn học, em còn giúp chúng giấu anh, em có nhầm lẫn không? Em biết, nhưng anh đừng có tức giận quá, sức khỏe quan trọng hơn. Anh không sao. Nè, lần này ai sai quấy cũng được. Anh nghĩ tình bọn trẻ có lòng hiếu thảo đi, lần này bỏ qua nha. Đi giếng mộ thì có hiếu rồi, đến khu vui chơi thì sao đây? Bây giờ tụi con không phải ở tù, tôi đến khu vui chơi thôi mà. Vậy thì sao? Thái độ của con vậy là sao? Bé lớn à, các em của con còn nhỏ, con đưa chúng đi chơi xa, con phải nói cho cậu mợ biết chứ. Nói cũng vô ích thôi, cuối cùng cũng không cho phép đi. Được, con nói đi. Ba con giao 5 đứa con cho cậu chăm sóc, cậu có quyền quản lý các con. Ai giao cho cậu chứ? Phải cậu đơn phương tình nguyện thôi. Con học cách không biết tôn ti hồi nào vậy? Con cứ tự tung tự tác như vậy, lỡ các em con có bệnh gì thử hỏi con làm sao ăn nói với ba má con? Tự dụng cái chuyện gì, 5 đứa con tự gánh chịu. Giấy chứng minh con còn chưa có làm sao mà gánh chịu? Cậu không phải là ba của tụi con, liên quan gì đến cậu? Bé lớn. Anh hai. Anh không sao chứ? Anh hai. Anh hai. Cháu ăn được rồi. Nè, ăn đi anh.
Tụi nhỏ ăn chưa? Tụi nó ăn pizza, vô phòng hết rồi. Còn bé lớn, nó sao rồi? Nãy giờ nó không có ra ngoài. Em đã kêu bé ba mang pizza vô phòng cho nó ăn. Anh à, anh đừng có tới ngày hỏi đứa này hỏi đứa nọ nữa. Anh mau ăn chén cháo cho nóng đi, sau đó lập tức uống thuốc rồi đi ngủ. Bệnh của anh mới mau chóng bình phục đó. Chúng bớt chọc tức anh, bệnh của anh đã khỏi lại rồi. Ai rảnh chọc tức anh chứ? Tại cái tính khí của anh nóng thôi. Lúc này anh tát bé lớn một cái, em cũng không biết nên giải quyết thế nào. Em nghĩ nó sẽ giận anh một thời gian. Chẳng thà nó giận anh, đỡ hơn bị anh rể chị hai quán hận anh suốt đời. Con người của anh là vậy đó, lúc nào cũng cứ đầu cứng cổ. Em không hơi đâu nói với anh. Anh mau ăn chén cháo đi, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ. Ba biến mất rồi. Không lẽ chú bỏ nhà đi sao?